này thiện hiện những gì gọi là các không trí này thiện hiện trí nội không trí ngoại không trí nội ngoại không trí không không trí không lớn trí không thắng nghĩa trí không hữu vi trí không vô vi trí không rốt ráo trí không không biên giới trí không tản mạn trí không không đổi khác trí không bản tánh trí không tự tướng trí không cộng tướng trí không tất cả pháp trí không chẳng thể nắm bắt được trí không không tánh trí không tự tánh trí không không tánh tự tánh hoặc trí chân như trí pháp giới trí pháp tánh trí tánh chẳng hư vọng trí tánh chẳng đổi khác trí tánh bình đẳng trí tánh ly sanh trí pháp định trí pháp trụ trí thật tế trí cảnh giới hư không trí cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện đó gọi là các trí không vân vân này thiện hiện những gì là mười địa bồ tát này thiện hiện cực hỉ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. này thiện hiện đó gọi là 10 địa bồ tát. này thiện hiện những gì là năm loại mắt. này thiện hiện mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ của thánh, mắt pháp, mắt phật. Này thiện hiện đó là năm loại mắt Này thiện hiện những gì là sáu phép thần thông Này thiện hiện thần cảnh trí chứng thông Thiên nhãn trí chứng thông Thiên nhĩ trí chứng thông Tha tâm trí chứng thông Túc trụ tùy niệm trí chứng thông Lậu tận trí chứng thông này thiện hiện đó gọi là sáu phép thần thông Này thiện hiện thế nào gọi là mười được như lai Này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác Nếu là xứ thì biết như thật là xứ Chẳng phải xứ thì biết như thật là chẳng phải xứ Đó là thứ nhất Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác Đối với các nghiệp và các pháp thọ xứ nhân dị thục quá khứ vị lai hiện tại của các hữu tình đều như thật biết đó là thứ hai tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với các thế gian chẳng phải một cõi mà tất cả các cõi đều như thật biết đó là thứ ba tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với các thế gian chẳng phải một tháng dài mà các loại thắng giải đều như thật biết đó là thứ tư tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với bổ đặc giả là la và các căn thắng liệt của tất cả hữu tình đều như thật biết đó gọi là thứ năm. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với tất cả biến thú hành đều như thật biết đó là thứ sáu. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với các căn lực, giác chi, đạo chi, tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, tạp nhiễm, thanh tịnh, đều như thật biết đó là thứ bảy. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác dùng thiên nhãn thanh tịnh, siêu vượt loài người, thấy các việc thiện ác khi sanh, khi chết của các hữu tình. Hữu tình như thế do hành động ác của ba loại thân ngữ ý, do các tà kiến, do hủy báng hiền thánh, nên đọa vào các đường ác hữu tình như thế do hành động tốt đẹp của ba loại thân ngữ ý do các chánh kiến do khen ngợi hiền thánh nên sanh vào các đường lành sanh lên cõi trời lại dùng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người thường thấy sắc đẹp sắc xấu khi sanh khi chết của các hữu tình từ chốn này lại sanh vào đường lành đường dữ đối với các hữu tình theo thế lực của nghiệp mà sanh vào đường lành đường dữ đều như thật biết đó là